mẫu là không nam bang, quốc mẫu là không tiên chúa tài lộc giáng đồng chứng. Biết đến Chúa Bà Thì
còn ai khất ni hứa đơn đền mẫu hoàng khiến là nơi thánh tích
giếng mắt xa bán nguyệt cung tiên thần thông muôn phép diệu huyền là cứu cho trăm họ bình yên. Dâng nhẹ lễ mẫu ba tòa tiêu thiều nhã nhẹ hát ca vang lừng nhận được thời loan giá từ chung ý à. Bài sai đỡ chiều cờ diều chúa về chính đàn xiên cả thích tăng cũng sang kim phụ hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ý à. Nước non thanh bình
lưng xuống. Soi cho quốc phú dân thương, cho trong Nam Việt bốn phương thái hòa. Sông đằng chúa soi sáng gần xa, soi cho non nước lỡ hoa bốn mùa. Cứ đêm đêm đốt đuốc đi rừng mẹ ý. Hôm rằm
của Chúa bà, ân phù thuật thương nghe tòa sớm độ cho trăm họ khăn. Chúa độ cho trăm họ khăn, mở tự hội đồng mười hai tiên nữ hội đồng sơn nê bộ núi rừng kim ngân, tiên chúa bà ninh nghe ứng hiền thân độ trăm trăm quẻ bói trăm trăm mê phần chẳng sai, chúa độ cho đắc lộc lòng sai tài. Đồ cho đắc ngơ lộc sai tài, cho muôn ni nhà thịnh vượng nâu dài cháu con nhất nhất tâm mơ một già sắc son. Một nè giả sắc son, chúa bà linh ứng càng khôn xoay vần, chúa độ cho tất tất cả muôn dân. Chúa độ cho tất cả muôn dân phúc lành thọ hưởng, muôn phần tốt tươi thay tên đổi số cho đời. Ừ.
được tầng kiểu Phật pháp tọa bán đi cho đệ tử nhà nhà bình an thịnh mời tiên Chúa sang đàn khuôn phù đệ tử và bán nguyện cung tiên thần thông nguồn phép diệu huyền cứu cho trăm họ bình yên thái hòa. Ý à, xin hoan thanh thanh xa hồi cung có linh truyền ra thánh ông trần triều có linh truyền ra các quan thủy bộ cùng là chúng sinh tiên cảnh cảnh bầu trời bồng bồng nam hai tiên cảnh 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 bầu trời so hoàng nam đi hoa hoàng hương bay ngạt ngào trên năm tàu dòng bay năm về hà dưới Việt Nam địa thế trung ninh khâm sai đội bảy thiên đình thay quyền là thượng giới phù trần thank you.
truyền phan các quan thanh ông về truyền phan các quan ninh tập văn văn hữu võ đường ba nam nam đánh đánh truyền văn văn võ đôi văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên ông về tàu đối chép biên dành 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 ngập trong gì vị trường trong cung đình cổ bé cửa
công sẽ xa hồi cung. Tam vị chúa mừng dâng văn văn, tam vị chúa mừng Tây Thiên chúa đệ nhất, chúa giáng đệ chức minh thanh xa hồi cung. Đình nguyện đồ tiên chúa bao xa, bắc giang yên thế chúa là người thần tiên. Một người con gái
sớm âm thầm mồ côi với cha mẹ, gặp được thầy quỷ cốc cốc tiên sinh tư một đời nam phúc phúc như kiêu dân 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 suốt một đời ba làm mà phúc ngờ cứu dân tiên sinh truyền phép đặt tên nguyện về bạn đèn đơ
sơn lâm rừng vắng chốn này mới hiền từ ngày tiền lễ sớm xong khê có nhà thế thiệt ứng mộng thần mãn nguyện hoa khai sinh ra tiên nữ kỳ tài họ bường ngẩn ngẩn áo chắc chắc đi lại sạch sạch sạch
bên em mình tuổi sao đôi mắt thường hoa cài chấm dắt vầng trán xinh vẻ mặt càng xinh môi son nở đóa hoa là họ dô con.
chân ta biết lối mà đi, song đằng Chúa sáng tỏ diệu kỳ. Về đồng trước mã sơn trang minh, chứng cho đệ tử nam thành biết tâm đi. Chúa chứng cho quả túi hoa dần dần đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rào khắp mọi nơi. Mai đà suối rút chơi kim bôi hòa bình, núi ngũ nhạc rừng xanh mở lối, qua lương sơn thẳng tới dốc cun non thao uốn khúc dầm chưa. Ai lên suối hàng tháp